cổ phiếu VinFast giảm 3 phiên liên tục, bất ngờ với tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Với đà lao dốc trong 2 phiên trước, cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq, Mỹ, tiếp tục giảm và đóng cửa tại 34,71 đô la Mỹ một CP phiên ngày 31 tháng 8, theo giờ địa phương. Tuy nhiên, tài sản ông Phạm Nhật Vượng chỉ còn 6 tỷ USD. Bắt đầu phiên giao dịch, ngày 31 tháng 8 trên sàn Nasdaq, Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup, mở cửa tại mức giá 44,3 đô la Mỹ một CP, tăng 6,8% so với giá đóng cửa phiên trước, 41,27 đô la Mỹ một CP. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, áp lực bán ngày càng tăng khiến giá VFS liên tục giảm và đóng cửa ở mức 34,71 đô la Mỹ một CP, mất 25% so với một ngày trước. Khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt 6,42 triệu CP, tương đương giá trị giao dịch 223 triệu đô la Mỹ. Tại mức giá trên, vốn hóa thị trường của hãng xe điện VinFast giảm còn 80 tỷ USD, tức giảm hơn 1/2 so với mức đỉnh vài ngày trước. Qua đó, vốn hóa hãng xe này tụt xuống vị trí thứ 5 trong các công ty sản xuất ô tô và có nguy cơ bị soán ngôi bởi hãng xe Đức là Mercedes-Benz. Trong khi đó, trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup, bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 446, tài sản chỉ còn vỏn vẹn 6 tỷ USD. Trong khi vài ngày trước, Forbes ước tính tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên tới 66 tỷ USD, xếp thứ 16 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Cách tính mới của Forbes được một số ý kiến lý giải là do tạp chí này đã loại bỏ ảnh hưởng của giá cổ phiếu VinFast đối với biến động tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Bởi tỷ lệ cổ phiếu VFS đang lưu hành giao dịch tự do quá thấp đã tạo ra những luồng tranh luận trái chiều trong thời gian qua. Đi ngược với sự sụt giảm liên tiếp của giá cổ phiếu VinFast, trên thị trường chứng khoán Mỹ, ngày 31 tháng 8 chỉ số Nasdaq Composite, IXIC, vẫn duy trì đà tăng. Lên mức 14.034 điểm, tăng 15 điểm so với phiên trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.